núp phía sau túm cổ áo rồi xong rồi kẹp cái cổ của mình lôi vô phòng, lôi vô ngã xuống giường đó, xong rồi ngồi lên bụng, xong rồi mới nói một câu là bây giờ anh đừng cùng thì vợ chồng chết chung. Chị nói câu đó thôi, mình không thể nói được một cái gì luôn, tại vì trận ngay cái cổ họng mà không thở được, chị há miệng không nói được một cái gì cả. Và là chế xăng chế xuống tràn xuống thì mình nằm thì bao nhiêu xăng là nó hứng hết. Rồi bật mấy lửa lần đầu tiên thì nghe tiếng bật nhưng mà không cháy, và nghe tiếng thứ hai thì nó bùm lên một tiếng âm thanh rất là to, rồi cả người chị thấy bao trùm là lửa. Ngọn lửa oan nghiệt ấy không chỉ thiêu sống cơ thể và gương mặt xinh đẹp của người vợ trẻ, mà còn thiêu rụi tình cảm mà hai vợ chồng vun vén bấy lâu. Tất cả chỉ còn là nỗi đau. Chúng tôi tìm đến số 15 quốc lộ 22, huyện Củ Chi. Nơi đây chính là cửa tiệm sửa quần áo kết hợp bán các sản phẩm thiên nhiên của chị Lê Thị Kim Ngân. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của chị ở hiện tại để nuôi hai con nhỏ. Mời cả nhà ăn cơm không mẹ? Xem cho cơm tao mời. Ăn đâu gì trong cãi đâu mẹ. Chưa đang mặt nó qua live stream lại bữa đầu nè. Con xuống giận heo á. Để có thể quây quần cùng các con như lúc này, chị Ngân đã phải chịu đựng muôn vàn đau đớn, bỏng sâu 92% cơ thể, trải qua hàng chục ca phẫu thuật lớn nhỏ, hơn 45 ngày giành giật sự sống trên giường bệnh và gần 2 năm để vực dậy. Vốn là một cô gái xinh đẹp, có được một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc cùng chồng và hai con, không ai dám nghĩ có ngày chuyện tồi tệ ấy đã đến với chị Ngân. Đêm đó thì cũng như thường ngày thì chị làm tiệm nét, tầm 9 giờ là Ngân sẽ kêu khách ở trong tiệm nét, mấy đứa nó chơi nét nó nghỉ. Thì đúng 10 giờ là hôm đó 10 giờ thì khách nó nghỉ hết. Bình thường nó cũng dây dưa lắm, nhiều khi 11, 12 giờ vẫn còn khách, mà bữa đó không hiểu cái sao. Tự nhiên mình nói một phát là nó đứng dậy nó về hết. Nó hết trận luôn. Thì trong lúc mà đi ra khóa cửa, đóng cửa dẹp tiệm rồi thì đi vào thì ông chồng ông mới cất cái bịch chỉ thiêu đi, ông không để nữa, nhưng mà vẫn còn những cọng chỉ thừa ở bên ngoài. Thì Ngân mới ngồi thiêu hết mấy cái cọng chỉ đó. Xong rồi Ngân đi đánh răng. Như thường lệ thì cứ đánh răng xong là sẽ đi qua phòng của hai đứa nhỏ kiểm tra chăn mền gối này kia, tại vì ở quê mùa đó nó vẫn còn rất là lạnh. Thì khi mà bước qua cửa phòng chưa qua khỏi cửa phòng của mình nữa, thì ở phía sau là ông đứng phía sau túm cổ áo rồi xong rồi kẹp cái cổ của mình lôi vô phòng, lôi vô ngã xuống giường đó, xong rồi ngồi lên bụng, xong rồi dở cái mền lên lấy cái chai đó lên. Lúc đó là trong đầu ngờ ngợ đó là không phải chai nước rồi. Xong rồi mới nói một câu là bây giờ anh đừng cùng thì vợ chồng chết chung. Chị nói câu đó thôi, mình không thể nói được một cái gì luôn, tại vì trận ngay cái cổ họng mà không thở được, chị há miệng không nói được một cái gì cả. Và là chế xăng chế xuống tràn xuống thì mình nằm thì bao nhiêu xăng là nó hứng hết. Rồi bật mấy lửa lần đầu tiên thì nghe tiếng bật nhưng mà không cháy, và nghe tiếng thứ hai thì nó bùm lên một tiếng âm thanh rất là to, rồi cả người chị thấy bao trùm là lửa. Sau đó vài giây thì chồng nóng quá, xong rồi buông tay ra không giữ nữa, bỏ chạy ra ngoài trước. Rồi nằm đâu chắc cũng phải mười mấy 20 giây thì mới định hình lại được, là mới nghĩ là bây giờ ở bên phòng với lại phòng hai đứa bé là nó có lỗ thông gió, thì ở quê thì cột mùng, thì xong rồi sẽ sợ là nó cháy lây, là mới bật dậy. Không biết lúc đó sao rất là tỉnh táo luôn, lúc đó là bật dậy và chạy qua phòng hai đứa bé để mà kêu tụi nó dậy, ý là mình sợ nó cháy lây. Hoặc là nhà thì trong nhà có hai cái bình ga, cái dưới bếp còn cái phía trước là bán cá viên chiên luôn này kia, rất là sợ nó nổ. Khi mà chạy ra được, đứng ngay cái bậc cầu thang đi lên xuống là có nghĩa không vô tới phòng, thì mới la kêu rất lớn lên. Hai đứa nhỏ đang ngủ mà kêu Mon ơi, chấm ơi, kêu lớn là lớn, mà mắt thì không có thể mở ra được nhiều, cứ hé hé ra, tại vì thấy lửa không mà hé hé ra không thấy kỹ đâu. Rồi xong rồi hai đứa nhỏ nó mới nghe và nó chạy ra, thì nó thấy mẹ thì nó rất là ngơ ngác.
cái kiểu như của nó đang nửa đêm ngủ mà nó rất là ngơ ngác, nhìn ánh mắt nó rất hoảng hồn, nó rất ngạc nhiên. Xong rồi hai anh em nó có chạy đi kiếm nước tạt cho mẹ, mà thêm gửi xăng thì tạt trên thì nó sẽ trôi xuống dưới, nó đâu có hết đâu, nó sẽ cháy dữ dội hơn, trừ khi là mình lấy mền nó mình phủ lại thì nó mới hết thôi. Đó là hai đứa bé dậy rồi thì kêu là đừng có chạy theo mẹ, con đi xa đằng xa mẹ chứ đừng có lại gần, đừng có ôm mẹ. Rồi đi kiếm cái chìa khóa lúc nãy vừa mới khóa cửa lại, vừa mới cất đâu đó mà lúc đó quảng quá không, cứ chạy vòng đi kiếm. Nhà khi mà kiếm được chìa khóa và mở được hai cái cửa bên trong, cửa kéo ra, rồi ra tới ở ngoài sân thì trên lưng chỉ còn một đốm lửa le que do cái dây áo ngực của mình nó dày và nó còn cháy rồi nó thôi, còn quần áo thì nó cháy rụi rồi, nó cháy hết rồi. Ra khỏi nhà rồi đem con đi gửi, và sau đó người như vậy đó, như là một như cháy hết rồi, đen xì vậy đó, chạy đi nhờ người quen đó, rồi gọi giùm cho người nhà lên để lo cho hai đứa bé. Nguyên nhân khiến người đàn ông ra tay tàn ác là vì mang trong người căn bệnh lao phổi. Nhưng đó cũng chỉ là một phần. Nguyên nhân chính là do anh cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần chồng chất. Nghĩ quẩn, anh đã tưới xăng, châm lửa thiêu căn nhà để cùng vợ con quy sinh. Từ một gia đình êm ấm, sau trận hỏa hoạn, chỉ còn lại hoang tàn. Người chồng phải chịu mức án 16 năm tù, người vợ bị biến dạng cho bỏng nặng. Hai đứa trẻ phải chịu cú sốc tinh thần quá lớn. Ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ phần da của chị, khi đó bệnh viện tỉnh đã phải lắc đầu. Người nhà kiên quyết chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, chị mới may mắn sống sót. Những đau đớn mà chị phải chịu trong vòng một năm chữa trị không thể diễn tả bằng lời. Chị kể mỗi lần thay băng như chết đi sống lại, nhưng vì con mà cắn răng chịu đựng. Suốt 4 tháng đầu sau khi xuất viện, mọi sinh hoạt chị đều phải nhờ người thân. Thương mẹ, hai con của chị cũng tập tành nấu nướng, tự giác học hành, tự lo cho bản thân. Một cái điều mà Ngân cảm thấy là trời rất là thương Ngân, có nghĩa điều đó là nó bù đắp lại hết, nó là hai đứa bé của Ngân. Trong một cái đám cháy đó mà không hiểu nhờ cái sức mạnh ở đâu mà Ngân có thể tỉnh táo mở cửa cho con chạy ra ngoài, để mà hai đứa bé nó có được sự bình an của ngày hôm nay. Thì cái đó là một cái điều mà Ngân nghĩ, như bao nhiêu mọi thứ mà bất hạnh đến với mình thì cái đó là một cái mà trời bù đắp lại cho Ngân. Thì tới bây giờ thì chị có tha thứ cho anh không hay là mình vẫn chắc? Tha thứ là Ngân đã tha thứ từ lúc mấy tháng đầu rồi, chứ không phải đến hôm nay. Tha thứ mấy tháng đầu và Ngân cũng đã xin giảm án, xin viết giấy giảm án từ mấy tháng đầu. Là mình vẫn còn cảm thấy tình nghĩa vợ chồng hay sao? Mình cũng hay bị ám ảnh, khi mà mình mang cái hận thù thì nó sẽ cứ đeo bám mình mãi. Nó sẽ mang cho mình đến những rất là nhiều cái tiêu cực. Là thứ nhất, cái thứ hai là đường nào anh ấy cũng đã bị pháp luật, nhưng mà phải chịu trả giá với những cái hành động của mình pháp luật rồi. Mình tha thứ để cho anh ấy từ trong cái tâm anh ấy cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy dễ chịu hơn, và cho chính bản thân Ngân nữa. Khi mà hai bé cũng lớn hiểu chuyện rồi thì mình giải thích chuyện này cho hai bé như thế nào? Nói chung là thời gian đầu là cũng là một thời gian rất là kinh khủng với hai đứa, tại vì đang nửa đêm mà cái cảm giác mà một đứa trẻ con mà nó bật dậy, cái một âm thanh nghe mẹ kêu dậy thấy mẹ như một ngọn lửa thì nó rất là ngỡ ngàng, thì cũng phải mất hơn nửa năm hai đứa trẻ nó mới bình tâm lại. Và Ngân thì hay nói với các bé là con người ai cũng có những cái phút suy nghĩ cùng quẩn, hoặc là ai cũng sai phạm hết, mà chẳng qua là cái sai phạm của họ nó gây để là hậu quả nặng nề hay là nó dễ chịu để có thể dớt dác được. Cho nên là mình nên học cách tha thứ đi, tha thứ để cho nhẹ lòng mình đó. Thì nói chung là Ngân dạy con Ngân nó quên chuyện cũ và hãy tha thứ, và đồng thời thì cái đó là cách dạy mình, còn cái nhận thức của các bé trong đầu các bé như thế nào thì Ngân biết, nhưng hiện tại thì cảm thấy bé nó không có, chưa bao giờ mở lời ra oán hận hay là nghĩ là sau này con ông đó hay này kia, nói chung là chưa hề nghe. Dạ đêm đó ngày mẹ cứu con, con bị thương tích nữa, còn mẹ bị tổn thương. Hai đứa nhớ hết chuyện về đêm đó không hay là mình cũng quên rồi? Dạ con cũng quên. Sao sao? Mình lúc đó mình có bị sốc không hay là mình có bị sợ không? Không có, cũng nó dậy cái cũng lo sáng, gì mà sáng chân mà đâu biết gì. Còn là mẹ bật đèn làm gì đó.
Không biết chuyện gì xảy ra. Vậy bây giờ khi mà thấy mẹ vất vả nuôi hai anh em như vậy á, thì mình có nghĩ là mình sẽ cố gắng học giỏi để sau này phụ giúp lại mẹ không? Dạ. Có. Tụi con nghĩ như thế nào? Con nghĩ cho nên học cố gắng giỏi hơn để cho mẹ vui lòng, không cố gắng phụ giúp mẹ để cho mẹ bước mình giỏi hơn. Dạ, con thì ráng học giỏi sau này kiếm tiền về nuôi mẹ. Nãy nghe nói hai đứa dành lòng thương mẹ nhiều nhất đúng không? Dạ. Rồi coi thử đứa nào thương mẹ nhiều nhất là đứa đó sẽ hôn mẹ trước. Rồi thằng này không hôn là thằng đó không thương mẹ. Yêu hai con. Nhiều khi mẹ làm mệt á, mẹ hay cáu gắt, mẹ hay la là đừng có buồn mẹ nhau. Dạ. Mong muốn làm lại cuộc đời, không muốn bị quá khứ đeo bám, phải sống trong sự soi mói của người khác, chị quyết định dẫn hai con lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. May mắn được gia đình tạo điều kiện, giờ đây cả nhà ba người đã có cuộc sống ổn định. Mẹ đơn thân vốn đã quá vất vả, người bị di chứng sau biến cố như chị còn khó khăn gấp nhiều lần. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay chị lo liệu. Dù trải qua nhiều sóng gió, nhưng chị luôn dùng thái độ lạc quan và suy nghĩ tích cực để nhìn đời. Có thể nói chị là một người mẹ vĩ đại, một người vợ vị tha, là tấm gương vươn lên truyền cảm hứng cho cộng đồng. Mình làm nghề may nhà được bao lâu rồi? Hồi ngày xưa chị lúc mà chưa bị là chị đã may rồi. Và ở dưới quê là mình đã may. Đúng rồi. Ở dưới quê thì chị cũng mở tiệm nét gì rồi bán quần áo, thì chị cũng sửa đồ như vậy đó. Tiệm may nhà được bao lâu rồi chị? À, ra đây được nửa tháng à. Mấy bữa là ở nhà làm ở nhà. Mình mua cái mặt bằng này thì có bao nhiêu chị? À, nó cũng rẻ, cũng không mắc. Rồi cô đó cổ quen biết á, rồi với thành phố thì nói chung cổ cho mướn rồi cổ lấy, như là lấy cho có lệ vậy đó. Cổ thấy hoàn cảnh rồi cổ cũng kiểu như cũng thương. Thôi, nhưng mà sửa đồ thì là sửa những cái gì vậy? Chung là đồ người ta cần sửa cái gì thì mình sửa cái đó. Là quần kéo, là cái gì đồng mấy thì mình sửa hết. Chặt rộng hay này kia hay thay dây kéo gì đó thì người ta cần cái gì thì mình làm cái đó. Với lại sửa đồ này thì mình sửa một món đồ cũng đâu có nhiều tiền mấy nữa. Đúng rồi. Mười mấy ngàn, hai chục, không mấy ngàn, nói chung là vậy. Khi mà chưa bị thì cái đôi bàn tay của mình nó còn đủ 10 ngón. Làm thì nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ ok hơn. Bây giờ thì nó chậm nhưng mà nó sẽ không có được khéo léo như ngày trước nữa. Chúng mình sẽ giảm rất là nhiều. Như cái đó là mình sửa, mình may chị. Thay cái dây kéo của khách bị hư á, mình tháo ra mình thay cái sợi dây kéo khác. Chủ yếu là mình bán trong dầu. Đúng rồi. Mình thấy mọi người lên live bán rồi mình cũng tìm hiểu tìm tòi rồi mình cũng lên mình bán. Lúc đầu mà mới học live chắc cũng hơi khó mà chị. Khó. Lúc đầu mới lên lúc đó mình cũng mới thì kiểu như mới hồi phục á. Cái tư tưởng của mình nó cũng chưa có theo kiểu như chấp nhận được thực tế rồi đó. Vẫn còn mặc cảm tự ti nhiều rồi. Nhưng mà tại vì trong cuộc sống phải mưu sinh để nuôi hai đứa con á. Kiểu như mình chấp nhận, có những like lên thì gặp những người ta đồng cảm, người ta yêu thương thì người ta cho mình những cái lời động viên rất là tích cực. Còn có những người thì người ta theo kiểu như người ta nhìn mình với một cái cặp mắt rất là lạ lùng. Người ta nói lên like đồ này kia phải đẹp, phải này phải kia, hát hò hay phải này kia đồ, chứ lên like mà nhìn đây như quỷ như ma này kia các kiểu vậy đó. Nói chung người ta nói cũng nhiều. Nhưng mà dần dần rồi mình cũng nghĩ, mình suy nghĩ mình tích cực hơn. Là bây giờ là cái sự mặc cảm của mình nó cũng không còn quan trọng bằng cái điều mình kiếm tiền của con. Đúng rồi, giờ Ngân cảm thấy mọi thứ nó rất là ổn. Ngân không còn suy nghĩ về cái diện mạo hay là một cái gì cả. Nói chung là mọi thứ đối với Ngân cảm thấy
Tại vì bình thường Ngân vẫn thấy, tại vì Ngân làm được, Ngân kiếm được ra đồng tiền thì Ngân vẫn chăm sóc con được, Ngân vẫn lo cho con được, dù nó hơi khó khăn hơn bình thường một chút, nhưng mà mình cảm thấy mình không có còn như là một người phế thải nữa, mình cảm thấy mình tự tin hơn, mình cảm thấy cuộc sống hay nhiều ý nghĩa, dù mình làm được, mình cho con mình, chở con mình được đến trường, hoặc là mình có thể nấu những bữa ăn, hoặc là mình có thể làm được một cái điều gì đó, mình cảm thấy cuộc sống nó như là trở lại như lúc xưa, như những ngày mình chưa bị vậy đó. Đó kiểu vậy. Còn cuộc sống mà mình cứ ôm tồm những cái đau buồn của quá khứ. Ngày hôm nay đúng đó là đúng 2 năm ngày Ngân bị luôn. Đúng 2 năm nè. Hôm nay là đúng 2 năm. Nhưng mà mình cứ ôm tồm những cái đau buồn thì làm sao mà còn chỗ cho những cái niềm vui nó đến, đúng không? Nó chen chân vô được. Một ngày mà làm 2-3 công việc vậy là vừa chị cũng cảm thấy nó mệt thật, nhiều khi nó rất là mệt, nó kiểu như mà nó như quá sức con người á, nhiều thứ lo áp lực. Chị cũng dự định là tại vì bây giờ mới ra nhiều cái nó cũng còn khó khăn, là thứ nhất, thứ hai nữa là mình cũng chưa có một cái lượng khách nhất định ổn định á. Thì nếu như sau này mà được nhiều người biết đến, được sự lan tỏa, mọi người biết đến nhiều thì mình có một cái lượng khách hàng nhất định thì chắc Ngân phải, nói chung là Ngân cũng có rất là nhiều người bị bỏng nè, rồi bị khuyết, bị khuyết tật á. Ngân mơ ước là cái trang mà Ngân like bán hàng á sẽ được mọi người yêu mến, theo dõi, ủng hộ để lượng lên đông, rồi để buôn bán đạt được cái hiệu quả, thì những cái bạn mà kém may mắn như vậy á sẽ về cùng làm với Ngân. Còn cái sản phẩm Ngân bán thì lúc đầu tiên thì có một chị đó là cô giáo, chị đó ở Hà Nội á. Nói chung là khi mà thấy hoàn cảnh đi phẫu thuật, gặp thấy hoàn cảnh thì chị rất là thương. Chị là một người có tâm thì chị mới giới thiệu cái sản phẩm này, chị mới cho Ngân sử dụng thử. Đầu tiên là cái dòng xoa bóp. Xoa bóp tại vì biết là cơ thể mình như thế này thì nó co rút nó sẽ rất là đau nhất á, nên chị đã tặng biếu Ngân một chai như thế để Ngân dùng sau bóp lúc mà Ngân phẫu thuật ở Hà Nội. Một buổi tối thì nhờ các bé nhỏ, bé con của Ngân nó xoa bóp cho mẹ nhẹ nhàng thôi rồi rất là dễ ngủ luôn, nó xoa dịu, nó ấm, nó cảm thấy xoa dịu, nó dễ chịu cực kỳ, rất là dễ ngủ, không bị mất ngủ nữa. Cho nên là nói thiệt ra lúc trước là Ngân rất là gầy luôn, 30 mấy chưa được 40 kg, nhưng mà từ ngày mà mình ngủ được đồ này kia, mình không có bị mất ngủ á, cảm thấy như cơ thể mình nó khỏe hơn, cái tinh thần mình nó tốt hơn nữa đó. Đây là cái dòng xoa bóp. Rồi ngoài ra thì có cái răng miệng, thì sau khi mà được trải nghiệm xoa bóp rồi thì Ngân mới liên hệ chị, Ngân nói là chị cho em trải nghiệm những dòng sản phẩm khác để em có thể là em bán luôn. Thì chị mới tặng ở đây là mình đều đã trải nghiệm thì mình mới dám bán, đúng rồi. Vậy khi mà muốn mua hàng thì mình có thể liên hệ qua Facebook hay Zalo nào? Nói chung là khi mà muốn mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại, có thể là Zalo hoặc là Facebook cũng được. Tâm sự với chúng tôi, chị cho biết chị không muốn dùng hoàn cảnh của mình để lấy tình thương từ người khác rồi lười lao động. Chị muốn là một người mẹ gương mẫu trong mắt hai con. Ước muốn của chị là bán được nhiều hàng để có tiền trang trải cuộc sống. Quý khán giả muốn mua hàng ủng hộ có thể liên hệ chị Lê Thị Kim Ngân qua số điện thoại Zalo 094 444 5920 hoặc Facebook, YouTube Ngân An Yên.